Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một ngày mùa thu vắng vẻ, tôi bước đi trên CN đường xào sạc đầy lá vàng, từng dãy phố lặng im trong chiều thu cô độc. Đã lâu lắm rồi tôi chưa đi dạo, cứ ở nhà đắp chăn và khóc sau đó lại hát xê và làm tôi biết khóc cũng có ít gì. Chuyện đến cũng đã đến, ngày hôm đó là ngày tôi đi thi hát ở một công ty quản lý VSC ước mơ làm ca sĩ, năm ấy tôi 14, sau khi thi xong tôi đã được thông qua và còn chờ ngày thử giọng tiếp theo để chính thức làm thực tập sinh, vội về nhà, tôi nghe được tin ba mẹ và em trai tôi đi rồi, mới ban đầu tôi khóc than nức nở vì tưởng họ bị tai nạn mà chết thật con ngờ, họ chuyển đi sống ở một nơi khác, để lại ngôi đã sang tên và ủy quyền cho tôi. Mặc dù chưa đủ tuổi nhưng chỉ cần có tiền là tôi chính thức. Trở thành chủ căn hộ nằm trên mặt phố xinh đẹp, tách biệt VSC hàng rào xanh dương và những bồn hoa nhỏ nhắn N gây ngày, ngày được tôi chăm sóc hai bên đường là hai hàng cây phong tuyệt đẹp nghe hàng xóm ở đó nói ba mẹ và e trai tôi đã dọn đi mọi thứ và họ gửi lại cho tôi bức thư đọc bức thư cùng VSC số tiền tôi thực sự khóc có thành tiếng con gái à ba mẹ biết điều này là tàn nhẫn VSC con nhưng ba mẹ có thể đưa con đi cùng được thật ra còn là một đứa con đó ba mẹ nhận nuôi lúc ấy con chỉ mới 12 tháng tuổi bị bỏ rơi tại một cây phong bên đường đó thấy con tội nghiệp quá nên ba mẹ MS đưa con về nuôi nấng, con có còn nhớ khi con lên 10 có lúc ấy e còn được 6 tuổi rồi nhỉ, con đã bị mẹ đánh oan vì nghĩ rằng con đã xô ngã thằng e nhỏ, vì có phải CN ruột nên mẹ con MS như vậy, quyết định để con ở lại là vì ba mẹ con muốn mất nhiều thời. Giang và sức lực về con, con đừng hận ba mẹ, hãy tự chăm sóc bản thân đi. Nhớ rằng đừng tìm ba mẹ từ nay con co còn là con của chúng ta nữa và con nên đổi họ đi, coi như con co có chúng ta đi, nhớ giữ sức khỏe, bà của tôi đã viết như vậy, giống như tôi là sao chổi vậy ông ấy xua đuổi kinh tởm, ở tuổi 14 thì biết làm gì ra tiền, tôi nghĩ toàn bộ các LPHC thêm đã tham gia và bắt đầu đi làm thêm ở một quán ăn gần nhà, bà chủ biết tình cảnh nên rất thương tôi, hàng xóm ở đấy ai cũng nợ tê. Dự định rằng sau khi HC hết năm nay tôi sẽ nghỉ HC, nhưng thật may mắn, nhà Trigger biết được hoàn cảnh và đã trợ cấp cho tôi, cứ như ngày nào tôi làm việc rồi học và tập luyện tại cơ ti quản lý. Trở về VSC thực tại đi được vài vòng thì trời đã tối, tôi vội về nhà, thì gặp huân người bạn thân thiết, là một người tôi yêu mến và cũng là người mang cho tôi yêu thương vào hai năm trước, bạn ấy thực sự nổi bật và là một người gần như hoàn hảo, nhưng đối với VSC tôi bạn ấy lại khác. Đi đâu vậy? Huân nghệ sĩ. À, chỉ là rảnh nên tản bộ thôi tôi. Vậy vào nhà ăn tối đi rồi chúng ta cùng tản bộ huân nghệ sĩ sau đó theo tôi vào nhà sau khi ăn tối tôi và huân đi bộ bên hàng cây phong lá rụng xào xạc, cả hai con nghệ sĩ câu gì cho đến khi trời đổ mưa. Chúng tôi chạy trú tại một trạm xe buýt, mưa lớn dần, huân quay sang và hỏi, Lộc Anh, hửng, liệu mình và bạn có thể như xưa co? Huân hỏi tôi trong cơn mưa lạnh buốt. Xin lỗi nhưng mọi chuyện yêu thương giờ đối với SC mình có ý nghĩa nữ A, à? Bạn hãy buông tay đi, tôi trả lời thẳng thắn, tại sao bạn có thể mở lòng vậy, mình đã mất rất nhiều thời gian chỉ để ở bên bạn. Hát, xin lỗi nhưng lòng mình chết rồi. Rồi mưa vẫn rơi, mối tình non nớt của chúng tôi như vậy cứ trôi đi đi mãi có về nữa. Sau khi tốt nghiệp THPT, Huân chuyển đi nơi khác sinh sống và hứa sẽ quay về tìm tôi, còn tôi sau khi tốt nghiệp thì tôi có học đại HC mà tiếp tục làm thực tập sinh và cứ vậy thời gian trôi qua nhanh chóng, hai năm sau tôi trở thành một giáo viên dạy nhạc. Tờ cờ kia tôi có cơ hội và ước mơ trở thành ca sĩ ca pop nhưng tôi đã đổi ý và quay sang làm giáo viên dạy nhạc và kim luôn giáo viên dạy nhảy cho các thực tập sinh cũng như ca sĩ đã đờ bút. Do vậy tôi có phải mệt mỏi vì là một ca sĩ và có phải dấn thân vào showbiz đầy khốc liệt, cuộc sống cứ trôi qua như vậy cho đến khi sóng gió thử xê sự bắt đầu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả